Liên quan đến thông tin bệnh nhân số 34 ở Bình Thuận có dự một đám cưới ở khách sạn Ocean Dunes của Phan Thiết vào ngày 5 tháng 3, ngành chức năng của tỉnh này đang vào cuộc để xác minh. Trước đó, bệnh nhân thứ 34 khai báo với cơ quan chức năng không đầy đủ quá trình di chuyển và tiếp xúc với những người khác, dẫn đến việc số ca lây nhiễm COVID-19 trên địa bàn tỉnh Bình Thuận tăng cao. Để kịp thời ngăn chặn nguồn lây nhiễm, Ủy ban Nhân dân tỉnh Bình Thuận đã đề nghị người dân rà soát cung cấp thông tin hình ảnh về việc bệnh nhân 34 để làm rõ việc bệnh nhân này có tham dự đám cưới nêu trên hay không. Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật thành phố Hồ Chí Minh vào ngày 15 tháng 3 cho biết đã xác minh được 31 hành khách trên chuyến bay QR974, trong đó 2 người không có địa chỉ tại thành phố, 7 người xét nghiệm âm tính với SARS-CoV-2, 21 người lấy mẫu đang chờ kết quả xét nghiệm, 1 người không lấy mẫu do nguy cơ thấp. Đây là chuyến bay từ Doha, Qatar đến Tân Sơn Nhất, thành phố Hồ Chí Minh vào ngày 10 tháng 3, chở bệnh nhân 53 mang quốc tịch Cộng hòa Séc. Ngành y tế đã lấy mẫu 34 nhân viên chung công ty với bệnh nhân số 34. Đến nay, 4 người xét nghiệm âm tính, 30 người còn lại chờ kết quả. Trong khi đó, tại tỉnh Quảng Ninh, tính đến sáng nay, có 6 người tiếp xúc với bệnh nhân 52 đã có kết quả âm tính, 2 người còn lại đang chờ kết quả xét nghiệm.